Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, văn học Việt Nam của chúng ta tự hào vì có Truyện Kiều của Nguyễn Du. Mà khi đọc Truyện Kiều thì anh chị em sẽ thấy là có rất nhiều điển tích. Và nếu mình hiểu những điển tích đó thì sẽ thấy câu chuyện phong phú hơn nhiều. Tương tự như vậy, khi đọc Kinh Thánh, ở trong Kinh Thánh có nhiều điển tích lắm, nó liên quan đến các nhân vật, những sự kiện, những câu chuyện trong Cựu Ước chẳng hạn. Và nếu mà mình hiểu sự tích đó thì mình cũng sẽ hiểu Kinh Thánh một cách phong phú hơn. Hôm nay tôi lấy ví dụ và hai từ, hai cụm từ diễn tả mà nếu chúng ta hiểu rõ hơn thì sẽ cảm thấy nó phong phú. Thứ nhất đó là Bethlehem. Anh chị em nghe đọc ở trong bài đọc thứ nhất đó: Phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata. Có người Công giáo nào mà không biết đến Bethlehem? Năm nào mình mà chả hát cái bài hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời trong hang Bethlehem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nhưng mà Bethlehem là cái gì? Bethlehem là chỗ nào? Bethlehem là nơi mà Chúa sai tiên tri Samuel đến để sức dầu phong vương cho một người sẽ làm vua của Israel, vua của dân Do Thái. Và khi tiên tri Samuel đến gia đình đó, có tới 7 người con trai, mà cái anh con lớn đó cao lớn mà nhìn đẹp đẽ lắm. Samuel nó nghĩ trong bụng mà chắc là anh chàng này rồi, làm vua mới xứng đáng. Mà hóa là Chúa không chọn. Cuối cùng Chúa bảo tiên tri Samuel sức dầu phong vương cho đứa con út. Đứa con út đó có tên là David, và sau này trở thành vị minh quân của Israel và ghi dấu ấn rất sâu đậm trong lịch sử của dân Chúa. Thế nhưng David ấy, vị minh quân ấy, mới chỉ là một hình ảnh rất mờ nhạt để hướng người ta đến tương lai, hướng đến tương lai về một vị vua mà
Ở trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Mica nói với chúng ta: phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc của Juda, nhưng từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lĩnh Israel. Và nói thêm thế này: nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Có nghĩa là đấng cứu thế là đấng được sinh ra trong thời gian, trong lịch sử này, nhưng Ngài đã có, Ngài đã hiện hữu từ trước thời gian. Cái từ thứ hai mà tôi xin anh chị em lưu ý, đó là trong câu chuyện tin mừng hôm nay, Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth. Anh chị em nghe câu chuyện này nhiều lần lắm rồi. Thế thì ở trong này có một chi tiết thế này: bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng. Đứa con trong bụng nhảy lên. Thế xin lỗi các bà mẹ đang ngồi trong nhà thờ này, có thấy con nó nhảy không? Mà cái hình ảnh này nói lên cái gì khác không? Thế nếu mà chúng ta quen với Kinh Thánh Cựu Ước ấy, thì chúng ta lại nhớ đến một câu chuyện cũng liên quan đến vua David, là khi ông ấy bình định được đất nước rồi, ông ấy quyết định chọn Jerusalem làm thủ đô, thì lúc đấy vua David mới quyết định rước hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem. Một cuộc rước rất là long trọng. Và trong cuộc rước đó, vua David, ông ấy làm vua, nhưng mà ông ấy vui mừng quá sức, cho nên là ông ấy nhảy múa ngay trước hòm bia của Chúa. Mà hòm bia là gì? Hòm bia là cái hòm mà trong đó đặt tấm bia giao ước. Và đi đến đâu thì người Do Thái người ta khiêng hòm bia tới đó, bởi vì hòm bia ấy chính là sự hiện diện của Chúa giữa dân của Ngài. Thế nếu mà chúng ta hiểu điều đó, thế thì bây giờ ông Gioan ở trong bụng mẹ nhảy lên vui sướng khi mà Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth. Tại sao vậy? Là bởi vì Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Ở đây không chỉ là tấm bia bằng đá, mà là chính Thiên Chúa Chí Thánh xuống thế làm người, đang ở trong cung lòng thanh khiết của Đức Mẹ. Cho nên Gioan nhảy lên vui sướng. Hai chi tiết đó thôi. Khi chúng ta hiểu thì anh chị em sẽ thấy nội dung của các bài đọc Kinh Thánh hôm nay là gì. Là qua các bài đọc này, Hội Thánh muốn nói với chúng ta là lễ Giáng sinh tới nơi rồi. Thiên Chúa xuống thế làm người. Thánh Giuse và Đức Mẹ lúc đó ở Nazareth kìa. Nhưng bởi vì có lệnh kiểm tra dân số, cho nên là hai ông bà mới đưa nhau về Bethlehem. Tại sao? Vì Thánh Giuse là dòng tộc vua David, cho nên về lại thành của vua David là Bethlehem để kiểm tra dân số. Và chính ở Bethlehem mà Đức Mẹ hạ sinh Chúa Giêsu. Lễ Giáng sinh đã gần kề rồi. Và đồng thời chúng ta thấy cái tầm quan trọng của Đức Mẹ. Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Đức Mẹ là đấng đã mở lòng đón nhận Chúa đến với mình. Và bây giờ Đức Mẹ sinh Chúa ra cho nhân loại. Đức Mẹ đem Chúa đến cho chúng ta. Và đồng thời Hội Thánh mời gọi chúng ta để chính mình cũng noi gương Đức Mẹ. Tôi chắc là anh chị em sẽ nói với tôi, làm sao mà noi gương được, làm sao mà bắt chước Đức Mẹ mà sinh Chúa Giêsu được. Thì chắc chắn như vậy thôi.
Cái chuyện mà Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu ra ở bên em là chuyện duy nhất trong lịch sử. Về mặt thể xác thì không ai có thể làm như vậy được. Và đó cũng là ơn Chúa ban. Nhưng mà về mặt thiêng liêng, chúng ta có thể nghĩ tới. Bởi vì Thánh Augustino nói thế này: Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu trong tâm hồn trước khi mang thai trong thân xác. Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu bằng đức tin trước khi mang thai trong thân xác. Anh chị em có nhớ câu chuyện ở Phúc Âm? Một hôm Chúa Giêsu đang giảng thì người ta đến nói là: thưa Thầy, có mẹ, có anh chị em Thầy đến xin gặp Thầy. Và Chúa trả lời làm sao? Ai là anh em ta? Ai là chị em ta? Và Chúa nói luôn: những ai nghe lời Thiên Chúa mà đem ra thực hành thì người ấy là mẹ của ta và là anh chị em của ta. Về mặt thiêng liêng là như vậy. Có hai vế: nghe lời Chúa, đem ra thực hành. Và khi Chúa Giêsu nói như vậy thì Chúa Giêsu không hề có ý là hạ giá mẹ của mình đâu. Mà trái lại, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy đâu là vẻ đẹp đích thực của Đức Mẹ. Hơn ai hết, Đức Mẹ là người lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Lắng nghe lời Chúa bằng tiếng thưa xin vâng trong ngày truyền tin, và đem ra thực hành kể cả trong những hoàn cảnh đau đớn nhất, khi Đức Mẹ phải đứng dưới chân thập giá. Cho nên Đức Mẹ là người hơn ai hết nghe lời Chúa, đem ra thực hành. Và Đức Mẹ mời gọi chúng ta cũng làm như thế: nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Nhiều khi mình nghe thì có nghe, nhưng mà đem ra thực hành thì chưa. Và có một nhà thần học so sánh là nếu mà mình nghe lời Chúa mà mình không đem ra thực hành thì cũng chẳng khác gì một người phụ nữ mang thai và sau đó phá thai. Cái thai không sinh ra được. Lời Chúa không sinh hoa kết quả trong đời sống của chúng ta. Cho nên đã gần đến lễ Giáng sinh, xin mẹ Maria giúp đỡ chúng ta. Và mình nhìn lên Đức Mẹ như một tấm gương soi sáng, để cũng biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Trong thánh lễ, anh chị em và tôi cùng nghe lời Chúa, và một lát nữa đây chúng ta đón nhận chính mình Thánh Chúa. Ước gì chúng ta đón nhận lời và mình Thánh Chúa với tất cả đức tin, để lời ấy và mình Thánh Chúa đem lại hoa trái thiêng liêng phong phú trong đời sống của chúng ta. Amen. Tôi tin Kinh Thánh, Chúa ơi, Chúa đến.